Trung Kiên Audio xin kính chào các bác. Em lại tiếp tục lên với anh em một cặp loa của hãng Kenwood Bass Long. Con này model là con SG55, công suất loa là 6W trở kháng 6 ohm. Loa cùng series cùng cặp, bên này tem nó bị bạc tí anh em nhé. Loa thùng vách là tương đối là ok. Đây em quay luôn hình thức cho anh em nhìn nhá. Đấy, bát lõm, chép lõm. Dòng này chơi bolero thì quá hay luôn. Đó, hình thức tổng thể tương đối đẹp. Đây anh em quay. Bây giờ thì mời anh em nghe thử chất âm của cái cặp loa các bác nhá. Cặp này hình thức bãi về còn tương đối đẹp. Rồi em quay hình thức phía trên nóc của nó anh em nhá. Xung quanh thì tương đối là đẹp rồi. Đấy, như em quay khi nãy là anh em nhìn thấy rồi nhá. Với cơ bản là cặp này cũng đẹp. Không xuất sắc thôi nhưng nó cũng rất là đẹp anh em nhá. Vuông vắn này. Đây, trên nóc nó đây. Đấy, trên nóc nó đây các bác nhá. Ở chỗ này nó hơi xích xích tí tí đây. Đấy. Nói chung thì không được đẹp xuất sắc 100%, nhưng về cơ bản nó tương đối là ok. Đây căng. Căn này thì xin phép để cho các bác anh em mức giá là 660.000 các bác nhé. 660.000, em miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn với các đơn hàng chuyển khoản đủ. Còn anh em mua chuyển cọc thì cứ cọc trước 200.000 là em gửi hàng. Với các đơn chuyển cọc thì anh em trả tiền phí giao hàng với nhân viên bưu điện giúp em. Đấy, còn anh em cứ chuyển đủ tin tưởng là em miễn phí giao hàng 660.000. Bác nào ưu ý chốt cặp này thì nhắn tin cho Trung Kiên Audio qua số Zalo 0975 575 262. Ok các bác và anh em, xin cảm ơn các bác anh em theo dõi video test của Trung Kiên Audio. Mọi chi tiết mua hàng các bác nhắn tin ở Zalo là em sẽ trả lời các bác nhé. 0975 575 262. Rồi một lần nữa xin cảm ơn và tạm biệt tất cả các bác và anh em.